Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Hôm trước thì có người hỏi tôi rằng là tại sao anh phải làm như thế này. Đó là tùy theo cái mục tiêu mà tôi đang làm. Quý vị, tôi sẽ đứng gần camera hơn cho quý vị nghe. Đó là cái giả sử như cái vùng cao của mình mà không có điện, thì như vậy thì chúng ta dùng những tấm pin năng lượng mặt trời, mình cho nó bơm lên để nó lấy nước trên hồ dự trữ. Vì thứ nhất, nếu như cái giếng nó sâu 100m thì các bạn thả một cái bơm chìm rất là sâu như vậy và tốn rất nhiều cái chi phí xuống. Nhưng nó có một cái là khi mà cái bơm nó hư các bạn kéo lên và rất là khó khăn. Do đó đó, tôi làm một cái hệ thống mà để dễ sửa chữa, và tôi muốn thí nghiệm cái mô hình này để đi ứng dụng trên những cái vùng cao mà không có điện đi tới. Sau khi mình bơm cái máy bơm này bơm lên, mình dự trữ trên một cái hồ để mình tưới nước, để trong cái như trong cái trường hợp mà vụ thiếu nước trên cao nguyên vừa rồi, cho nên là không có đáp ứng được vấn đề về nông nghiệp. Cho nên là tôi sẽ nghĩ ra cái hệ thống này để ứng dụng vào thực tế. Thì quý vị sẽ nhìn cái lưu lượng mà tôi đang bơm ở trong một phút thì nó được bao nhiêu khối nước nha. Hồi nãy tôi bấm giờ là 10 giây thì nó sẽ được 5 lít nước. Do đó đó thì trong cái mô hình này để xem coi thử là hiệu suất nó đạt được bao nhiêu. Như vậy là trong 1 giây nó sẽ, trong 1 phút nó sẽ bơm được là 60 lít. Như vậy là trong 1 giờ nó sẽ bơm được khoảng là 750 lít. À, cái này tôi đang cho tới chạy dưới tốc độ là công suất nhỏ các bạn. À, do đó đó thì cái mô hình này đang thử nghiệm để ứng dụng trong cái vùng cao. Đây là một cái đài đề tài để mà tôi hướng dẫn các bạn sinh viên để làm tốt nghiệp. Do đó đó là quý vị sẽ nhìn thấy là cái mô hình này thì mình sẽ ứng dụng vào ở những cái vùng mà không có điện để đi tới. Đây là cái giai đoạn mà chúng tôi thử nghiệm lần thứ nhất để mà đem về cái hiệu quả cao nhất. Sau đó chúng tôi sẽ đem lắp những tấm pin và chúng tôi dùng những con biến tần từ những tấm pin đó để điều khiển cho các bạn. Còn hiện giờ thì tôi nói tôi đang chạy cái nguồn là điện tạm là AC các bạn ha. Thì quý vị sẽ chờ trong tháng tới tôi sẽ đem ra đây và tôi sẽ lắp những tấm pin và để đem lại được cái vấn đề đáp ứng nước. Và tôi sẽ phân tích luôn là giữa cái hiệu quả giữa cái phần cơ để dễ sửa chữa và cái phần một cái bơm chìm nằm ở dưới sâu như thế nào. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp những cái video sau.